khởi tố tài xế gây tai nạn liên hoàn trên cao tốc Cam lộ - La Sơn. Tài xế Phan Đình Kiều, 55 tuổi, bị khởi tố vì lái xe gây tai nạn liên hoàn trên cao tốc Cam lộ - La Sơn, khiến ba mẹ con tử vong. Đại tá Nguyễn Đình Thừa, Phó Giám đốc Công an tỉnh Thừa Thiên Huế cho biết, quyết định khởi tố bắt khẩn cấp tài xế được ban hành hôm nay, vài tiếng sau tai nạn. Khoảng 10 giờ ngày 18 tháng 2, ông Kiều, 55 tuổi, trú tỉnh Kon Tum, lái ô tô 7 chỗ chở gia đình anh Phan Đình Quý cùng vợ Lê Thị Hạnh và hai con Phan Lê Khánh Vân, 15 tuổi, Phan Đình Hoàng, 9 tuổi, chạy trên cao tốc Cam lộ - La Sơn theo hướng Nam Bắc. Khi đến xã Phong Hù, huyện Phong Điền, hết đoạn cho vượt, xe ông Kiều bất ngờ vượt phải và va vào xe container biển Tiền Giang chạy phía trước. Cú va chạm khiến ô tô 7 chỗ lộn một vòng, lao sang làn đường ngược chiều, bị một xe tải chạy hướng Bắc Nam tông trúng. Xe 7 chỗ sau đó bay qua hộ lan can 80 sen, rơi xuống vệ đường. Cùng lúc đó, một xe container biển thành phố Hồ Chí Minh chạy hướng Bắc Nam lao tới, đâm trúng vào đầu xe tải. Tai nạn khiến cháu Phan Đình Quang tử vong tại chỗ, chị Lê Thị Hạnh và cháu Phan Lê Khánh Vân tử vong sau khi được đưa đi cấp cứu. Tại hiện trường, ô tô 7 chỗ bị vò nát, nằm cách mặt đất cao tốc gần 10 mét, xe tải chắn gần hết hai làn đường, kẹp giữa hai xe container, đầu ba phương tiện móp méo, mảnh vỡ văng trong bán kính 30 mét, dầu xe chảy dài. Khoảng 5 mét hộ lan can cao tốc bị cong vênh, giao thông trên tuyến cao tốc Cam lộ - La Sơn tắc nghẽn. Cảnh sát giao thông đã hướng dẫn các ô tô rẽ xuống đường Tránh Huế và quốc lộ 1A. Cao tốc Cam lộ - La Sơn dài 9,3 km nối Quảng Trị với Thừa Thiên Huế, được khánh thành vào ngày 31 tháng 12 năm 2022. Đây là một trong 5 tuyến cao tốc trên cả nước hiện có 2 làn xe, mặt cắt ngang 12 mét, chỉ một số đoạn vượt rộng 23 mét, quy mô 4 làn xe. Dự kiến sau năm 2030, tuyến đường sẽ mở rộng lên 4 làn xe.